Bây giờ mình nói 3 giờ rưỡi. Seishiban. Seishiban. 11 giờ rưỡi. Yoran, Yoran Shiban. 11 giờ kém 10. Kém gì nè? Shippun Chon. Yoran Shippun Chon. Bây giờ mình nói 12 giờ kém 5. 12 giờ kém 5. Yotoshi nè. 5 là 5 phút nè. Chon. Obun Chon. Ok, cái phần này ok rồi đó. Từ 1 giờ đến 2 giờ tôi ăn cơm. Từ 1 Han si bu thơ Tu si ka chi Hạp ư. Hạp ư mọi người không? Nhưng mà khi mình nói cái so với từ bạc bí mật tà thì mình sử dụng shisa hai tà, nó sẽ lịch sự hơn. Cái từ nó nghe rất là trân trọng với lịch sự nhiều, các bạn nên dùng shisa tà. Còn nếu mà dùng với trẻ em thì mình dùng bạc bí mật tà. Rồi bây giờ tiếp theo, tôi đọc sách từ 8 đến 9 giờ. Đó là những cái động từ cơ bản nha. Bây giờ mình nói là tôi làm việc từ 1 giờ sáng. Achim giờ sáng. Hanshi từ bu thơ. Được chưa? Các bạn xem qua đi. Để mình giải thích nội dung trước. Được chưa? 한국인 친구에게 전화해서 저녁 식사에 초대하십시오. Bây giờ mình sẽ giải thích nội dung trước cho cả mọi người nha. Hangukin là gì đây? Hangukin. Người Hàn Quốc. Chingu. Bạn. Eke là cho đối tượng nào đó. Chona hata. Gọi điện thoại. Also ở đây là ngữ pháp vì nên hoặc là rồi, rồi làm cái gì đó. Cho nhật xích xa là cơm gì đây? Cơm tối. Chute hata là gì đây? Mời. Mời. Chute hashipshio. Hãy mời. Mời ai? Mời... Hàn Quốc chi người cái cho nó hẹn sao hãy gọi điện thoại đến cho người bạn Hàn Quốc rồi mời ăn tối, mời ăn tối. Rồi mai khởi yoboseyo, yoboseyo ở đây có nghĩa là alo. Kimi no shi ke shinika, ke shinika đây là mình hỏi coi có ai ở nhà không á, hỏi có Kimi no ở nhà không. Cho nên mai khởi gì đó, tôi là mai khởi. Cái này là các bạn phải vô thấy cái cụm này nhiều lắm rồi. Tôi là cái gì đó các bạn thuộc lào rồi không? 안녕하십니까 마이클 씨. Xin chào Michael 씨. 안녕하십니까 민호 씨를 저녁 식사에 초대하고 싶습니다. Trong cái đoạn này chúng ta thấy xuất hiện một cái ngữ pháp mới, đó là ngữ pháp động từ cộng với gossip. Gossip ta, gossip ta, tên của nó là gossip ta. Muốn. Chút nữa mình sẽ luyện tập cho các bạn sử dụng ngữ pháp này và mình đặt câu ha. Bây giờ mình tìm hiểu hết nội dung này đi. Vậy câu này có nghĩa gì đây? Số đây là tôi muốn mời mời ai? Tân ngữ đâu đây? Tân ngữ là Minho Si ha. Rư ở đây là trợ từ làm tân ngữ. Chút nữa giới thiệu luôn. Tôi muốn mời Minho Si ăn tối. Cho những xíu sau là tối. Ổn chê im gì cơ? Ổn chê là gì đây? Khi nào bao giờ? Là bao giờ vậy? Bao giờ vậy? 5월 26일 금요일 저녁 6시입니다. Cũng như là thứ 6
ngày thứ 6, ngày thứ 6 tháng 5. À, ngày thứ 6 tháng 5. Nè, chó sớm nhỉ ta. Vâng, được thôi. À, trong câu này cho nhỏ xích xa, các bạn xem. Ta nâu quá, chơi hơn. Cho nhỏ xích xa là cơm tối nè. Chú tè ta là mời nè. Chinh hân, chinh gu ở đây có nghĩa là gì đây? China ta cộng với danh từ chinh gu là bạn. China ta ở đây là thân thiết và người bạn thân. Rồi. Nội dung các bạn thấy như thế nào? Bây giờ mình đọc cho cái phần này qua đi rồi lát mình sử dụng ngữ pháp nha. Mời bạn Thanh Kian. Kian đóng vai Michael. Mino mời bạn Trang Lê. Ôi em không có sách em đọc gì vậy? Ủa Trang Lê chưa nhận sách hả? Em chưa. Ủa mua sách chưa? Em mua sách chưa? Em chưa mua. Ủa bữa em gửi địa chỉ qua cho cô chưa? Em chưa. Chưa luôn hả? Ừ. Vậy có bạn nào chụp hình gửi lên cho bạn đó giùm mình được không? Ờ, bạn nào có sách chụp lên giùm bạn ấy nha. Rồi mình bây giờ mời bạn khác. Mời bạn Nga. Cô giáo ạ. Rồi hai bạn bắt đầu đi. Trước đi. Ừ, nhanh lên đi. Tiết kiệm thời gian. Bắt đầu chương trình đi. Đọc chưa đấy? Chẳng nghe gì vậy? Không nghe gì hả? Chị Anh. Không tập trung nè, chị Anh hồi bị quýnh à. Sang. Dạ. Mai Khư hả cô? Ừ. Dô Tô Xê hả? Dô Tô Xê hả? 안녕하십니까? 저는 마이크입니다. 안녕하십니까? 마이크 씨. 안녕하십니까? 민수로 저는 숙사에 제대하고 싶습니다. 언제입니까? 5월 21일 금요일 저녁 6시입니다. 네, 좋습니다. 5월 nha, bắt đầu là chữ World. 5월. World, không phải. Oh, World. 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 Nếu là đọc vậy thì người Hàn không hiểu đâu. Word word với chữ L. Word. Không phải chữ Y nha. Chữ cuối cùng là chữ L. Bạn tông cái lỗi lên y chang bạn chuẩn bị phát âm chữ R. Word. Ờ đó. Word. Cũng như là chuẩn bị phát âm chữ R. Cái mình tông cái lỗi lên cái trần, trần miệng trên. Rồi tiếp theo. Mời bạn Anh Thư với lại bạn Thảo. Em đóng vai gì hả cô? Đóng vai nào cũng được. Dạ cô siêu. Xin mình hô xì. Kê xì mì ca. Chó nâm. Mai tư nì mì ta. Anh nhau xì mì ca. Mai tư nì. Anh nhau xì mì ca. Nhớ xì lần chó nhau. Xì xa e. Chú tê hà cô xích xì mì ta. Anh chê mì mì. Oh world. Oh world. Oh, đúng rồi. Oh, à, các bạn coi cái này nè. Y ship nhúc. Mình đọc có chữ N để mình đánh lên cho phát âm cho các bạn nha. Y ship nhúc. Tuy là chữ nhúc nhưng mà khi mình phát âm á thì nó sẽ biến thành chữ nhúc. Y xin nhúc, y xin nhúc. Thử đi. Y xin nhúc y. Đúng rồi, y xin nhúc y. Ừ, nó sẽ biến âm thành y xin nhúc ha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái ngữ pháp cô xích tà để tạo thành câu. Các bạn có những cái động từ gì đây? Bây giờ mình sẽ đánh những cái động từ cho các bạn nha. Động từ đây. Các bạn xem nè. Vận động thì chúng ta có động từ chúng tôi hai tà. Leo núi là gì đây? Chân xanh hà tà. Những cái từ này các bạn thuộc cho mình nha. Chân xanh hà tà. Chụp hình là sa chì nế chích tà. Các bạn đọc theo đi. Sa chì nế chích tà. Cứ đọc đi ha. Shopping hà tà. Là đi mua sắm. Nghỉ ngơi là suy tà. Khi mà mình chia a o vô thì mình sẽ chia như thế nào đây? Chia lại nha. Undong ha ta thì sẽ trở thành undong. Mình học bi up đi ta thì bây giờ mình sử dụng bi up đi ta đi. Undong ha ta chúng ta sẽ nói là như thế nào?
운동 합니다. Rồi tiếp theo 등산하다. 등산합니다. À, các bạn cứ phát âm nói, ai nói được cứ nói nha. Rồi 사진을 찍다. 사진은 찍습니다. 쇼핑하다. Thư đọc theo nha em. 쇼핑합니다. Em cứ đọc theo, em tắt micro, em cứ đọc theo đi. Rồi 쉬다 là 쉽니다. 쉽니다. 쉽니다 nha. Thêm chữ bờ nữa là 쉽니다. Nhưng mà chúng ta phát âm là 쉽니다. Tại vì sao? Chữ bi úp mà mình đọc chữ N hoặc là chữ M thì chữ bi úp này mình sẽ phát âm thành chữ M. Vì thế 쉽니다 chúng ta sẽ âm thành chữ 쉽니다. Nhớ nha, 쉽니다. Rồi tiếp theo 사진을 찍다. Chúng ta thi như thế nào đây? 사진을 찍습니다. À, thi chữ 씁니다. 쇼핑하다. 쇼핑 합니다. Rồi 쉬다 là 쉽니다. 쉽니다. Ví dụ như là từ 쉬다 mà chia ao rồi thì chia thế nào cô? 쉬어요. 쉬어요. À, chưa, chúng ta chưa có học tới phần đó. Thì bạn hỏi thì mình trả lời vậy đi. Ủa bạn Thanh Lân không nghe được. Thanh Lân, tại vì Thanh Lân có vô đâu mà nghe. Rồi tiếp. À, uống cà phê với bạn. 친구와 커피를 마시다 thì chúng ta chia như thế nào đây? 친구와 커피를 마시다. 친구와 với bạn là 친구와 với bạn là 커피를 마시다 là uống cà phê. Uống cà phê với bạn chúng ta sẽ chia như thế nào? 친구와 커피를 마시다. Đúng rồi, 마시다. 춤추다 là nhảy thì chúng ta chia như thế nào đây? 춤추다. 춤니다, đúng không? 춤니다. 달란냐? 춤네. 춤니다. 춤춥니다. Nhưng mà mình phát âm là 춤춥니다. Rồi, 음악을 듣다. Thì như thế nào đây? 음악을 듣습니다. Nghe nhạc. Rồi, điện thoại cho bạn là 친구에게 전화합니다. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng những cái động từ này. Chúng ta cộng với ngữ pháp 고 쉽다. Cô 쉽습니다. Muốn làm một cái việc gì đó thì chia như thế nào đây? 운동하다. Chúng ta sẽ bỏ đuôi 다 ra thì nó sẽ còn gì đây? 운동하, đúng không? Thì 운동하 thì cộng với cô 쉽습니다. 운동하 cô 쉽습니다. Muốn vận động. Rồi bắt các bạn đọc đọc theo nha. À, tôi muốn leo núi. Nói như thế nào? 등산하 cô 쉽습니다. 등산하 cô 쉽습니다. Các bạn cứ mạnh dạn đọc đi nha. 사진을 찍다 thì là 사진을 찍고 싶습니다. Tôi muốn đi mua sắm. Chúng ta nói như thế nào? 쇼핑하고 싶습니다. 쇼핑하고 싶습니다. Tôi muốn nghỉ ngơi. 쉬고 싶습니다. 쉬고 싶습니다. Rồi tôi muốn đi dạo. 퇴퇴하고 싶습니다. Tôi muốn uống cà phê với bạn. 친구와 커피를 마시고 싶습니다. Đúng rồi, 친구와 커피를 마시고 싶습니다. Rồi bây giờ tôi nói là tôi muốn nhảy. Nhảy nhảy. 춤추고 싶습니다. 춤추고 싶습니다. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình nói là tôi muốn nghe nhạc. 음악 듣고 싶습니다. Tôi muốn gọi điện thoại cho bạn. 친구에게 전화하고 싶습니다. Tôi muốn ngủ. 자고 싶습니다. Thử coi bạn nào biết từ mới thì các bạn nói nha, còn bạn nào không biết thì ngồi nghe nha. Tôi muốn ăn cơm. Hoặc là 밥을 먹고 싶습니다. Rồi mình đã học cái gì đây? Tôi muốn mời bạn. 초대하고 싶습니다. Rồi. Có một bạn sao vô không được, bạn Thanh nè. Rồi, mở hỏng lên. Của em bây giờ rồi cố. Rồi, vậy thì chúng ta qua cái phần khác nha. Cô xếp xin tại các bạn vậy là được rồi đó. Rồi chúng ta qua cái phần cuối của trang 13. Các bạn thấy không? Chona Yongo, những cái dụng từ khi mà mình sử dụng khi gọi điện thoại. Khi mà mình gọi cho ai đó, người lớn tuổi hơn mình, hoặc là mình hỏi một cách lịch sự trân trọng thì mình hỏi là cái tên ai đó, rồi cái
kê xin nghỉ ca, có ai đó ở nhà không, hoặc là có ai đó ở đâu đó không. Ví dụ như hỏi điện các bạn được như tu, cô nè, các bạn hỏi có sơn sinh nghiêm ở đó không, thì các bạn hỏi như thế nào? Sơn sinh nghiêm kê xin nghỉ ca. Rồi bây giờ ít sơn nghỉ ca cũng có nghĩa là có ai đó không, nhưng mà nó thấp, cái ngôn từ này thì nó không có trân trọng bằng kê xin nghỉ ca. Rồi to know itself, đây cũng là cách nói thân mật ha, có to know đó không. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta qua cái phần hội thoại thứ tư, qua phần hội thoại thứ tư nha. Phần số 3 mình hỏi các bạn thấy Ujiguk에서 초대장을 보내기 위해 우표를 사십시오. 그리고 공중전화 카드도 사십시오. 우제국 ở đây là đâu đây? Bưu điện, ở bưu điện ha. E sao ở đó? Cho tới trang ngữ của nè kiwi hay sao? Cái ngữ pháp kiwi hay sao này là nó có nghĩa là để hoặc là vì. Nhưng mà cái nghĩa vì á, thì trước đó là danh từ, còn trước đó là động từ, bộ nè tà là động từ, thì mình dịch nó là để cái mục, là một cái mục đích gì đó. Upyo là gì đây? Tem. Tem. Tiếp theo, xa ship show. Upyo là muốn mua tem. Hãy mua. Ship show đây là mình lệnh, giống như là CEO vậy á. Vậy câu này mình sẽ dịch là hãy mua tem để gửi giấy mời. Ở bưu điện, ở bưu điện hãy mua tem để gửi giấy mời. Và thưa đi cô, và cũng trung nhân hoa khai từ là gì đây? Thẻ điện thoại công, công trung, công cộng. Xa ship show, hãy mua, hãy mua, hãy mua thẻ điện thoại công cộng. Rồi bây giờ mình phân tích nội dung nha. Ujiguk chỉ quên là ai vậy? Nhân viên bưu điện. Ở sau ship show, xin mời vào. Máy khứ Upyo yếu sức chân chú ship show. Yếu sức chân. Mấy tờ đây? 6 tờ. Hãy bán cho tôi ấy nha. Chú ship show. Cho tôi, hoặc là có nghĩa là hoặc là bán cho tôi, hoặc là cho tôi 6 tờ tem. Ơlma imnika? Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? 1200 won입니다. 1200 won입니다. Đây là 1.200. Cũng chung chân hoa thơ thử tú hân trang chú xịp xổ. Đấy, đánh cho tôi mấy tờ, mấy tấm này. Một thẻ, một thẻ điện thoại công cộng. 3000 won chari, loại là chari nha. Chari 5000 won chari, 10000 won chari ga isseumnida. Nó có loại nào nhỉ? 5000 và 10000. 5000 원짜리로 한 장 주십시오. 저돈 여기 있습니다. 여기 là ở đây. Ở đây. Có ở đây. Đây ạ. Cũng có xin đà là cảm ơn. Rồi bây giờ chúng ta qua tanơ phiong ha. Tờ vận và cách thể hiện. Ujiguk là bưu điện. Chủ tế trang là giấy mời. Boneta. Gửi. Công chung cho nó tha thì là thẻ điện thoại công cộng. Những cái động từ, những cái từ này á, là nó nằm trong phần thi tô bích hết nha mọi người. Các bạn phải thuộc những cái từ đơn giản này thì các bạn thi tô bích mới động nha. Sa tà là mua, còn bán là gì? Hê tà, chú tà là cho nè. Rồi bây giờ mời hai bạn đọc cho mình cái phần này nha. Mời bạn Thành. Thành đóng vai Ujiguk chị Won. Máy khởi, mời bạn Linh. Linh có đó, Linh đó. Không có không? Đức Thịnh. Má Kinh hả? Ừ. Thế thì chị 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 A chân bất ngờ. In mira. Không tung chân hoa, tao tôi tôi hằng gắn với chị chưa? Hm mẹ, chân 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 chân
Rồi, các bạn khác. Bạn Nga với lại bạn Chi Anh. Chi Anh nói được không? Không được, mời bạn Anh Thư. Nga với lại Anh Thư. Ở sau chip kia. Ờ, Nga Thanh vô được rồi. Cái lo của em bị nghẹt rồi, nghẹt mũi. Rồi. Và cái micro, cái micro hoặc là cái lỗ cắm của nó bị gì đó. Kiểm tra lại nha. Lỗ cắm bị hỏng luôn. 전이 병원입니다. 응. 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 3,000 원짜리, 5,000 원짜리, 만 원짜리가 있습니다. 5,000 원짜리로? 어, 안 들려요, 엠 ơi. 죽었어. 엠 ơi. 얘 엠 đi trễ rồi hả cô? 응. 엄마 rồi đọc tiếp đi thôi, cứ làm xích xích lại gần nhau. Nghe được chết nhầm. Ờ. Đó ký rồi, tới bạn khác đi. Rồi, tới bạn nào đây? Bạn Thân. Với lại bạn Thành Tâm. Ai là Uchi Quốc? Em muốn đọc gì đọc, nhanh nhanh lên. Đó. Anh đọc trước đi, anh trả lời cho. Cứ đọc đi rồi có người đọc rồi. Ở sau sức chiều. Ô phô ở sức chắc. Chú sức chiều. Ở mang in đi các. Em đọc là chữ phiêu coi. Phiêu. U phiêu. U phiêu. U em cong hai cái mỏ em chỉnh ra ngoài luôn. Cho nó đi ra ngoài chữ U luôn. U. Cái mỏ lên, cong cái mỏ lên đọc mới chuẩn. Cái mỏ em nó chưa cong đọc chưa chuẩn. U phiêu. Là lại. Cho cái mỏ ra. Cái mỏ ra. Cái mỏ ra. Rồi tiếp tiếp tiếp. Tên đi theo quân nhìn đi ta. Còn chương trình hát hạ tử tố. Hành trang chủ sĩ chiều. Cảm ơn cha đi. Ôi cho lên cha đi. Mà luôn cha đi. Ý xin đi ta. Ô cho nên cha đi rô hành trang chú sức xìu. Giờ thì ít xin mì ta. Cô mát xin mì ra. Rồi ok. À, bây giờ mình xem các phần ơi mà ý mì ca cái phần mùi cơ nếu sai tê xin nên dùng ngôn dụng ngữ mà mình sử dụng khi mà mình mua đồ nha. Ơi mà mì ca thì đây là cách nói trang trọng rồi. Ơi mà mì ca. Còn ơi mà về vô là cách nói thân mật. Còn ơn ma chiếu như vậy. Như vậy. Ơn ma chiếu. Ở sau ship show đây là cũng là cách nói trang trọng. Ở sau sayo là cách nói thân mật. Ở sau wa là dùng cho người nhỏ tuổi hơn mình. Xin mời vào. Tất cả thì có nghĩa là xin mời vào hết. Giờ ghi ít xin gì ta. Đây cũng là cách nói trang trọng đúng không? Dùng giúp xin gì ta. Ờ xin gì ta. Giờ ghi ít sayo là dùng cái đuôi a ơ vô là ở đây nè. Có ở đây. Giờ ghi ít sơ. Đó, có nhiều bạn hồi đó mình mới qua Hàn Quốc á, người ta không có giải thích cho mình cái đuôi này, mình không biết. Chứ mình thấy, ủa sao cái đuôi nó khác nhau, nghĩ gì. Nhưng mà khi mà học rồi mới biết là nó cùng nghĩa nhỉ, cùng nghĩa. Là bây giờ mình qua phần Iruki, bởi vì người ta nói có học mới biết, mình không học thì có biết gì. Tập cái phần đọc nha, luyện đọc. Kim Sumie Haru Iwa. Trước khi vào bài này chúng ta xem từ vựng ta nơ quá. Shouhan từ vựng và cách thể hiện. Shawa ta đây là gì đó? Tắm. Nhưng mà có nhiều cách tắm. Một chỗ hai ta là mình tắm cái có cái bồn đúng không? Còn shawa ta đây là tắm bằng cái vòi sen. Các bạn thấy cái hình này đúng không? Tắm bằng cái vòi sen. Mà shawa ta một ở xứ ita
ổ sứ đi ta. Là mặc gì đây? Mặc quần áo. Băng. Bánh. Bánh mì. Không chứ. Băng ở đây là bánh nha. Còn băng một chữ bờ á mới là phòng nha. Một chữ bờ mới là phòng. Tôi muốn đi vào bánh à. Bà nghe tao có sức khỏe, tôi muốn đi vào bánh. Tôi muốn đi vào phòng. Mà mình nói băng, mình phát âm chặn cái là ngược liền nha. Ngược nghĩa liền. Rồi tiếp theo, hakyo là trường học. Muốn đi đến trường nữa như thế nào? Hakyo e. Tôi có sức khỏe rồi. Rồi tôi muốn học. Heo ta. Beo ko sức khỏe. Beo ko sức khỏe. Qua kachi. Đây là cùng với nha, cái nghĩa của nó là cùng với cái gì đó, cùng với ai đó. Nhưng mà khi nào dùng qua, khi nào dùng qua? Qua là khi nào? Qua là có bắt chim, qua là có bắt chim. Nhớ nha Thư. Nếu mà trước đó danh từ có bắt chim thì chúng ta cộng với qua. Còn danh từ không bắt chim thì chúng ta cộng với qua. Cùng với ai đó. Bibimbap là cái món ăn cơm trộn của Hàn Quốc. Rồi tới pizza là cái món bánh pizza. Ina đây là ngữ pháp nằm sau danh từ cái này hoặc là cái kia, nó có nghĩa là hoặc là hay là. Danh từ mà có bát chim á thì chúng ta cộng với ina, còn không bát chim thì chúng ta chỉ cộng với na thôi. Ina, nhớ là ina nó mới có nghĩa trước đó danh từ thì mình cộng ina nha, và cái nghĩa của nó là hoặc là hay là nha. Còn una nữa là khác ạ. Una nó có nghĩa là nhưng. Una động từ, trước đó là động từ. Rồi tiếp theo, hue là gì đây? Hue sau khi, sau khi là cái gì đó? Coffee là cà phê, hong cha là hồng trà, masita là uống, nạp và ngay. Tô sơ căn, thư viện, kona hay là hoặc là. Nhưng mà trước kona này là động từ, các bạn ghi vào. Trước kona này là động từ, còn nãy ina đó là trước nó là danh từ. Băng ở đây là phòng. Sút chê rứ ha tà ở đây là bài tập. Rồi bây giờ chúng ta nhìn lên bảng. Nhìn bảng. Khi nào dùng ư? Khi sao nói là động từ. Mình luôn đặt câu hỏi là ăn cái gì, làm cái gì, uống cái gì. Nó nằm trong mấy câu hỏi đó thì trước đó mình dùng ưr. Ví dụ như mình có là xem phim. Phim là gì đây ạ? Dân hoa, đúng không? Dân hoa. Với lại xem là gì? Bô tà. Giờ mình nói nó nằm trong cái câu hỏi là xem cái gì? Xem phim. Thì ở chỗ đó mình cộng với trợ từ làm tân ngữ. Dân hoa rư, đúng không? Dân hoa rư. Tại vì dân hoa không bắt chim thì chúng ta cộng với rư. Bây giờ có bắt chim nè. Dạ, cô giáo. Cô giáo là gì đây? Sơn sen nghiêm. Sơn sen nghiêm. Mới măn năm gì ta? Gặp ai? Gặp cô giáo. Thì mình nói là sơn sen nghiêm mới măn năm gì ta? Sơn sen nghiêm có bắt chim. Thì mình cộng với ư. Giờ bây giờ trở về bài nha. Rồi, Kim Sumi-ye haru ilkwa. Mình sẽ đọc qua mình dịch. Các bạn cùng với mình dịch nha. Haru ilkwa là gì? Một ngày. Lịch làm việc của một ngày. Giống như cái lịch. Thời gian biểu trong một ngày á. Ilkwa là cái thời gian. Một cái ngày. Haru là một ngày nè. Ilkwa là những cái việc làm trong một ngày đó. Những cái việc làm trong một ngày nha. Của Kim Sumi. 나는 보통 아침 7시에 일어납니다. 먼저 답득해. 7시 10분에 샤워합니다. 그리고 7시 40분에 옷을 입습니다. 7시 45분에 아침 식사를 합니다. 아침 식사는 보통 빵을 먹습니다. 8시에 학교에 갑니다. 학교에서 한국어를 배웁니다. 12시에 친구들과 같이 점심 식사를 합니다. 보통 비빔밥이나 피자를 먹습니다. 식사 후에 커피를 마시거나 홍차를 마십니다. 낮에는 학교 도서관에서 책을 읽거나
공부를 합니다. 보통 5시에 집에 갑니다. 저녁 식사 후에 내 방에서 숙제를 합니다. 9시부터 10시까지 텔레비전을 봅니다. 보통 밤 11시에 잡니다. 자, 이제 좀 더 성대거든요. 나는 보통 아침 7시에 일어납니다. 보통 어레는 이래. 퉁. 아, 퉁 대박. 오생 7시. 또이. thức dậy, tôi thức dậy vào lúc 7 giờ sáng. 7시 10분에 샤워합니다. Đây là gì đây? 8 giờ 10분에 tắm. 그리고 7시 40분에 옷을 입습니다. 7 giờ 40분에 mặc áo. Tôi mặc áo vào lúc 7 giờ 40. 7시 40분에 아침 식사를 합니다. Ăn sáng vào 7 giờ 15. Tôi ăn sáng vào lúc 7 giờ 45. 아침 식사는 보통 밥을 먹습니다. Là tôi ăn bánh bình thường, thường thì buổi sáng tôi ăn bánh. 8시에 학교에 갑니다. 8 giờ tôi đến trường vào lúc 8 giờ. 학교에서 한국어를 배웁니다. Học tiếng Hàn ở trường. Tôi học tiếng Hàn ở trường. 12시에 친구들과 같이 점심 식사를 합니다. 12 giờ thì tôi cùng bạn cơm trưa. Các bạn thấy chữ 같이 nè, chữ ca với lại chữ thờ y, nhưng mà chữ thờ mà cộng với y thì chúng ta đọc là chữ chi, khá chi. Rồi, bố thông bí bìm bà bì nà, thi chả rứ mọc xương nhỉ cả. Thường là tôi ăn bì cha và cơm trộn, hoặc là cơm trộn. Bí bìm bạp này có bát chim, danh từ bát chim thì thấy chúng ta cộng với y nà. Hay là hoặc là tôi ăn, thường thì tôi ăn thi cha hoặc là ăn cơm trộn. 식사 후에 커피를 마시거나, 거나 hồi nãy mình nói như thế nào đây? Động từ, động từ cộng với 거나 là hoặc là hay là luôn. 홍차를 마십니다. 홍차를 마시다 là gì đây? Hồng trà. Hoặc là cà phê sau khi ăn. 식사 후에 là sau khi ăn nè. Thì tôi uống hồng trà hoặc là tôi uống cà phê. 낮에는, nên ở đây trợ từ để nhấn mạnh đó là chủ ngữ nha. 낮에는 vào ban ngày 학교 도서관에서 책을 읽거나 공부를 합니다. 도서관 là ở đâu ạ? Rồi, 책을 읽다 là đọc sách. 책을 읽다 là đọc sách. Đọc sách ở thư viện trường hoặc là học. 보통 5시에 집에 갑니다. Thường thì tôi về nhà 5 giờ. Chờ nhọc xích xa hù ế nè băng xa xúc chê rưỡi hâm nhị tạ. Sau khi ăn tối, ăn tối xong thì tôi về phòng làm bài tập. Sau khi ăn tối thì tôi làm bài tập ở phòng của tôi. Nè ở đây là từ viết tắt của na e. Na e đánh lên nha, đánh lên cho mình đi. Na e băng là phòng, phòng của tôi. Ê sao là ở phòng của tôi. Xúc chế rất hâm nhì đà là làm bài tập. 9시부터 10시까지 텔레비전을 봅니다. 9시부터 10시까지 텔레비전을 봅니다. 9시부터 10시까지 텔레비전을 봅니다. 보통 밤 11시에 잡니다. 11시부터 10시까지 텔레비전을 봅니다. 9시부터 10시까지 텔레비전을 봅니다. Rồi, bây giờ chúng ta đọc lại nha. Mời bạn nào xung quanh đọc trước nè. Em đọc chưa? Bạn nào chưa đọc, nãy giờ chưa đọc, bây giờ cứ đọc nha. Kim Suye Haru Inuwa Nanin Potom Achim Inkoksiye Iyonamida Inkoksi Shikune Chawa Hamida Kuriko Inkoksi Sashikune Besun Ipsumida Inkoksi Sashikune Achim Chiksarun Hamida 아침 식사는 보통 빵을 먹습니다. 8시에 학교에 갑니다. 학교에서 한국어를 배웁니다. 네, các bạn khác, bạn thân. 8시에 친구들과 같이 점심 식사를 합니다. 보통 비빔밥이나 국밥을 먹습니다. 식사 후에 커피를 마신 끈 나 홍차를 마십니다. 낮에는 학교
낮에는 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 학교 도서관에 책을 읽고 공부를 합니다. 책을 읽거나 책을 읽거나 공부를 합니다. 보통 5시에 집에입니다. 저녁 식사 후에 내 방에서 숙제를 합니다. 9시부터 10시까지 텔레비전은 보입니다. 봅니다. 봅니다. 마지막에 các bạn khác, bạn nào, bạn Hồng Tâm. Nên bổ thông à chim in cúc xe Irona năm mươi tám in cúc xì chip bune sau qua năm mươi tám quý cô in cúc xì sa chip bune ô sơn ít năm mươi tám in cúc xì sa chip bune à chim chip sa rừng năm mươi tám à chim chip sa rừng bổ thông à cư mất năm mươi tám rất tốt xì ở học yo năm mươi tám học yo ở sơ Hàn Quốc quân đeo năm mươi tám rồi tới bạn khác, tới bạn Hữu Sang Thảo. Lần đầu tiên, 친구들과 같이 점수 식사를 합니다. 보통 비빔밥 비빔밥이나 피자를 먹습니다. 식사 후에 커피를 마시거나 홍차를 마십니다. 낮에는 학교 도서관에서 책을 읽거나 공부를 합니다. 보통 5시에 집에 갑니다. 저녁 식사 후에 내 방에서 숙제를 합니다. 9시부터 10시까지 텔레비전을 봅니다. 보통 밤 11시에 잡니다. 방 나 너? bạn nào đọc xung quanh đọc nhanh lên bạn nào chưa đọc thì đọc đi bạn nào đọc chưa đọc đọc đi bạn nghĩ được không mà chim cứu đỡ xe thì vào nó làm gì ta ý đó làm gì ta cứu đỡ xe xong xe phố nè làm gì ta cứu đỡ xe xong xe phố nè học xe kì nì ta cứu đỡ xe xe phố nè sau 45분에 아침 식사를 합니다. 아침에 식사는 보통 밥은 없습니다. 9시에 학교에 갑니다. 8시에 학교에 갑니다. 학교에서 한국어를 rồi các bạn nào đây, các bạn Anh Thư, tới đâu rồi chị? 12 giờ. 12 giờ. mười hai giờ. 12시에 đọc lại đi em. 12시에 giờ nghe rõ rồi đó. Tại em mới lên mà điện thoại. rồi. Tại khi chào chị xin chào luôn tham gia phổ thông bibimbap. Pina. Bibimbap pina. Chúng ta luôn mất sinh nhật. Tiếp sau, thuê khờ phí rưu Má xì cổ nà không xa rưu Má sinh nhật. Rồi, các bạn khác đi. Bạn nào đây? Bạn Trang Lê. Tôi em không có tải. Ủa, không có tải gì được hả em? Mời bạn Thanh Linh.
Lát mà học xong em nhắn tin qua cho cô nha. Em có sách thì em nghe đi ha. Là bạn nào đây? Bạn Đức Thịnh. Cái phần sim thơ của bài số 2 nha. Phần sim thơ thấy không? Okay, Hàn Quốc in. Được chưa? Được chưa? Bây giờ đọc qua cái phần này đi rồi mình dịch sau ha. Mời bạn Thảo. Cô ơi, xem bao nhiêu cô? 12. Đọc à thân thân in lưng xúc xa xăm lưng xúc cha xúc cha xúc cha xúc cha xúc cha xăm lưng xa xa lưng y rô hâm mì tàng. Mình sẽ đọc là như thế này, chữ h này là h căm và chữ r này mình nói lên chữ ơ. Si rô hâm Hamida. Siro Hamida. Đọc lại. Siro Hamida. Siro Hamida. Chúc cô mừng. Tức Hà Nân. 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 Sao oa tốt cả chi. Ít kì tên mô ni mì tà. Lê so Hàn Quốc ê. Có môn. Con mùi. Con mùi. Con mù con mù em mù sa chim sa chim tê xin nè cô, cái này đọc như nào? F là cô Sukito Hamita để cô Melipo Elevator để tô xuất cha sa te xin mê ép là cô xin mì tàng. Rồi tới bạn Thành. Thành đọc cái nào, đọc cái gì vậy? Hàng cuối cùng, kiểu này chắc bún chết quá. Hàng nào vậy? Trang 12 anh Thành. Trang 12, sao mình đọc trang 16 sang trang 12 rồi? Anh không để ý thì chẳng thế. Chắc là đang đang làm gì nè. Em thấy đọc hết cả bài á. Đọc hàng cuối cùng á. Đấy chứ chờ đâu buồn á. Chờ đâu buồn. Tiếp tục đọc. Đó phần sim thơ ấy. À sim thơ. Sim thơ. Chờ đâu buồn. Nà ra ế tô. Cục to y. Siro Hanun Sata Isimita Joha 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 Hanun Sutanun Boa Simita Boa Simita. Và bây giờ chúng ta phân tích nội dung này nghe. Cái này là thuộc học về văn hóa Hàn Quốc, về cái phong tục, tập quán những cái ở Hàn Quốc thôi, chứ ngữ pháp thì nó hơi trung cấp một tí. Hàn Quốc in은 숙자사를 싫어합니다. 을을 싫어하다. Đây chúng ta có ngữ pháp này nha. 을 nghĩa là bản. 싫어하다. Đây là ghét cái gì đó. Ghét cái gì đó. Ví dụ như là tôi ghét tôi ghét đọc sách. Bây giờ đọc sách mình chuyển qua danh từ là gì đây? 체 일 ki cộng với chữ ghi thì chữ ita này cộng với ghi thì nó sẽ trở thành danh từ. Vậy thì mình sẽ chia là như thế này. Chết il ki ri đánh lại nha. Chết il ki ri
si rơ hâm gì ta, tôi ghét đọc sách, đây là một cái ngữ pháp các bạn sử dụng nhiều đây. Hoặc là tôi ghét rửa chén, rửa chén là sơ cô chi ha tà, là rửa chén. Các bạn đánh tiếng Việt bậm nha, bạn nào không biết á. Bây giờ mình nói là tôi ghét rửa chén, chuyển cái rửa chén thành danh từ như thế nào đây? Sơi cô chi ha chi rơ si rơ hâm nghì ta, kiểu không vậy? Mình đi chậm lắm rồi đó. Sơi cô chi ha ta thì mình chuyển qua danh từ, sơi cô chi ha chi rơ si rơ hâm nghì ta, được chưa? Sơi cô chi ha chi là danh từ, còn với ư rơ si rơ hâm nghì ta, tôi ghét rửa chén, tôi ghét ghét dọn dẹp. Trong xô ha tà là động từ nè, còn danh từ của trong xô ha tà là gì đây? Trong xô ha ti, hoặc là một cái nữa là gì đây? Trong xô có hai từ thôi, trong xô cũng là danh từ mà trong xô ha ti cũng là danh từ. Rồi bây giờ các bạn nói tôi ghét dọn dẹp, có hai cách nói, các bạn nói thử xem. Trong xô đúng rồi, trong xô rơ si rơ hâm nhì tà là một cách. Rồi bây giờ một cách thứ hai nữa, trong xô ha ti đen gì đó, gì đó, không gì ta, đúng rồi. Nó như thế đấy, các bạn cứ học cái quy tắc vậy là được. Trong xô là danh từ, trong xô hai chi cũng là danh từ. Rồi bây giờ tôi ghét gì nữa nè, ghét gì, mấy bạn ghét gì? Cơ chi mai là gì đây? Cơ chi mai, cơ chi mai là nói dối nè. Nói dối là danh từ nha. Rồi, các bạn nói đi. Kochimaru Kochimaru Shiro Hamida. Tôi ghét nói dối. À, tương tự. Kochimaru Shiro Hamida tương tự với cái ngữ pháp này. Chúng ta có gì đây? Thích. Thích là gì đây? Cũng y vậy luôn á. Uru Chowa Hata. Trước nó là danh từ. Nếu mà động từ thì mình phải chuyển qua danh từ nha. Rồi, tôi thích gì đây? Tôi thích gặp bạn gái, gặp bạn gái gì? Yo cha chingu rứ man na ta. Nhưng mà cái này á, mình muốn chuyển qua danh từ á, mình đừng có cộng ki nữa. Tại vì ki là cái môn gì, cái việc gì, còn man na nương cọ, man na ta thì mình nên cộng với nương cọ. Đây cũng là danh từ luôn, động từ mà chuyển qua danh từ thì chúng ta cộng thêm nin còn. Nên tất cả cái này đều là quy tắc động từ chuyển qua danh từ nha. Ví dụ giờ mình nói câu ngắn đi, tại vì câu này thôi bây giờ man na ta, bây giờ mình chuyển qua là cái việc mà gặp thì chi như thế nào? Man na nin còn. Man na nin còn. Rồi cái việc mà ăn uống á, một nên rồi cái là ăn, một nên gọi là cái để mà mình ăn á, cái mà mình ăn, rồi cái mà mình uống, mà si nên cọt, đúng rồi, mà si nên cọt, mà si nên gọi là cái mình mà mình uống, cái mình uống. Rồi như vậy đi, tôi thích gặp bạn gái nói như thế này. Chinh cụ rứ man na nâng gọt sứ chủ á hâm nhì đà. Đó, chúng ta phân tích như vậy đó. Chinh cụ rứ yếu yếu chinh cụ man na nâng gọt sứ chủ á hâm nhì đà. Thích, rồi, ta thích bơ lội. Bơ lội gì? Su yon. Có hai cách chia suyon với lại suyon hai gì suyon ư chua hâm nhì ta, suyon ư chua hâm nhì ta thì suyon là danh từ, còn nếu mà dùng hai gì thì mình cũng được nữa. Suyon hai gì ư chua hâm nhì ta. Các bạn tập nói vậy nha. Suyon hai nên có sư được luôn. Suyon hai nên có sư chua hâm nhì ta. Suyon hai nên cờ sứ chùa thâm nhị tà đó, các bạn triển khai ra rất nhiều ngữ pháp đó, đây cũng thuộc những ngữ pháp các bạn cần biết.
Rồi, được chưa? Sau này các bạn gặp nữa thì các bạn sẽ nhớ dài. Rồi bây giờ trở lại bài. 한국인, 한국인은 숫자 4를 싫어합니다. Người Hàn Quốc ghét con số số 4. 죽음 là cái chết. À, đây lại là cái chết. Cái động từ là 죽다. Chuyển qua danh từ thì cái này mình phải cộng với là 죽음, cái chết. À, 죽음 chứ không phải 죽음 nha. 죽음. Đây cũng là một dạng biến thành danh từ, cái chết. Tức tha và ý nghĩa, à, cái từ nguyên thể của nó là tức tha và ý nghĩa. 죽음을 뜻하는 사와 똑같이 읽기 때문입니다. 읽기 때문입니다. 그 đuôi y, cái đuôi chi te mun inida là gì? Vì, bởi vì đọc đọc nó giống với qua tokachi là giống với nha. Đọc nó giống với cái chữ gì đây? Tử, sa là tử nha, giống với chữ tử. Có nghĩa là cái chết, cái nghĩa là cái chết. 그래서 vì vậy 한국인의 한국에 건물에는 ở đâu? Trong hoặc là trong tòa nhà Hàn Quốc 4층 대신에 lại xuất hiện một cái ngữ pháp, một quá trình ngữ pháp luôn. 대신에 danh từ, danh từ mà mình cộng thì mình cộng với 대신에, danh từ thì cộng 대신에, còn động từ hay là tính từ là mình cộng cái khác nữa nha, nhưng mà mình học danh từ thôi. Thay cho, có nghĩa nó là thay cho cái gì đó ha. Còn ra cô, ra cô ở đây là nha. Ra cô này nó có nghĩa là ra cô sư tà là gì đây, viết là ra cô sư tà, đây là viết là, có nghĩa của nó là viết là. Chi tô ha tà ở đây có nghĩa là thường, đây là cái ngữ pháp thường. Rồi cái câu này mình dịch như thế nào đây? Trong vì vậy mà trong tòa nhà Hàn Quốc thay cho tầng 4 theo thường hay người ta viết là chữ S, đúng không? 그리고 엘리베이터에도 숫자 4 대신에 F라고 씁니다. Và elevator là gì đây? Thang máy. Elevator. Ở thang máy người ta cũng viết là chữ F thay cho số 4. 여러분 나라에도 특별히 싫어하는 숫자가 있으니까 여러분 나라, 나라 ở đây là đất nước nha. Ê tô, ở đất nước của quý vị cũng thực biệt là đặc biệt nè. Shirohanen sutra là con số mà đất nước các bạn ghét, đặc biệt ghét nhất á. Ở đất nước của quý vị có con số nào mà đặc biệt ghét nhất không? Jowahanen sutra nên mua xin nghỉ cả. Jowahanen sutra là con số mà thích, là số mấy, muốn xin ta là gì, là số mấy. Tesine, bây giờ mình sử dụng ngữ pháp Tesine nha. Thay cho cơm, tôi ăn cháo, cơm là bập nè, cháo là suốt nè. Thay cho cơm, bập Tesine suốt cứ ăn là gì? Một xương gì ta? 먹습니다. 밥 대신에 죽을 먹습니다. 하이 cho cà phê, tới nước, cà phê là gì? 커피 대신에 물을 마십니다. Rồi bây giờ mình nói là thay cho tiếng Anh, tôi học tiếng Hàn. Tiếng Anh là gì ạ? 영어 대신에 공부합니다. Rồi các bạn còn có từ nữa không? Thay cho bạn là gì đây? 친구 phải không? Thay cho bạn, tôi đã đến là gì? 오다 đúng không? 오다. Tôi đã đến là 왔습니다 nha. 왔습니다 mình chưa học nhưng mà mình nói luôn. 왔습니다 là đã đến. Rồi, thay cho bạn là gì đây? 친구 대신에 제가 왔습니다. Thay cho tặng quà, thay cho quà cáp là gì đây?
선물 선 저번 땡사이 용돈 땡사이 tha cho quà tôi đã cho tiền trong muốn tê xin né dùng tôn ưu đô bằng tiền đi bằng tiền chúa sư nghĩ đó chúa sư nghĩ đó dùng tôn ưu đô thay cho bia tôi uống không không đủ đâu tôi uống trà đi bia là gì đấy mẹ chu là bia mẹ chu mẹ chu tê xin nế chả rứ mà xin nghỉ ta đúng rồi thay cho gặp vợ tôi gặp bạn gái vợ là gì vậy queen queen bạn gái là giờ cho xin cô gặp là mama ta Queen Tessine Giờ cho chim bù rứt mặn mát xuân nhị đà Hoặc là phai Rồi, ok chưa? Để là được rồi thì cái này cái ngữ pháp đơn giản mình phải nhường nhịn trước những cái ngữ pháp đơn giản nhất còn mấy ngữ pháp khó thì từ từ đi thôi Queen là vợ cô Queen Anne hoặc là Queen vợ Anne ý là thay vì tôi gặp vợ mà tôi đã đi gặp bạn gái đó em chỉ biết từ Anne mà Anne đúng không Anne đây là đứa vậy nhá có gì vợ nó mà nghe thì chạy kia thay vì gặp vợ là gặp bạn gái phải gặp người tình mới đúng có vợ rồi làm gì còn có bạn gái nữa gặp người tình có bạn gái so với có người tình thì mấy đôi là tôi là chuyện ngoài lề được mấy chuyện này mấy bạn trai thì giỏi lắm á không đây là cô gợi ý thôi cô. giống như bữa mình nói đã từng đi nhà đỏ khách sạn gì đâu chỉ cần nói tiếng Việt là tiếng Hàn mấy bạn nó bay dèo dèo luôn nhanh lắm mấy cái từ mà liên quan đến chuyện mà rành rọt là nhanh lắm thay cho về nhà thì tôi đến là thử coi các bạn cứ nói đi không mình đâu có nó nghe nè mình đâu có nghĩ về bạn đâu mình có thể đẹp xin lên ở đây ngoài tôi đã có chồng rồi ai có chồng bây giờ mình nói đâu có ý gì đâu là những cái từ mình xả cái người nghĩ thôi những cái từ này mình thường xuyên sử dụng chứ sợ các bạn không nói cái người nghĩ đầu óc nhưng mà thực ra là sợ những người nói ra thì không sợ đâu sợ nhất những người mà cứ im không nói đâu mới sợ thì đó đúng rồi nhưng mà đúng rồi thôi, mình thấy bạn nói gì hết thì mình thích cái suy nghĩ của các bạn ấy thì các bạn coi như cái lớp mình vui vẻ thôi thoải mái nghĩ sao nói vậy đi rồi các bạn nói nghe nè thế nào cô ơi cho bài tập nè bài tập thứ nhất ra cố hả ra cố hả ta cái này là ngữ pháp của trung cấp bây giờ học là nó phải tốn cả một bài luôn á nhưng mà ra cô thì nói đơn giản nó có nghĩa là mình giới thiệu cái gì đó là cái gì đó ví dụ như tôi là Trang ví dụ giới thiệu đơn giản cho các bạn thôi nha Trang thì nếu mà sơ cấp thì Trang Imita đúng không còn nếu mà trung cấp thì là Trang có chim y rào cố thăm Imita tôi là Trang đây là nó nằm bên dạng trung cấp rồi từ từ các bạn lên cuốn 2 là các bạn học hết à thì sư tà là viết là con hiểu như là được giờ đang học thứ 1, cái thứ 1, cái học thứ 2 nó bị tạo quá nhập ban. Rồi bây giờ như thế này, cái bài những cái bài nãy mình đọc á các bạn sẽ viết ra tập nha. Nhớ là gò chữ, xong rồi soạn từ mới. Cách soạn là như thế này. Các bạn sẽ ghi chữ từ vựng hoặc là từ mới, một bên là tiếng Việt, một bên là tiếng Hàn và tiếng Việt một màu chữ, tiếng Hàn là một màu chữ. Một xanh, màu đỏ gì đó. Bài tập lần trước cô cho làm đêm mình chưa làm được, hôm nay lại bài tập khác rồi mà rồi. Soạn từ mới ở đâu cô? Trong
trong bài học á, rồi các bạn soạn hết từ nào mà bạn không biết á thì các bạn soạn ra, xong rồi để cho mình coi. Như thế thì nhiều lắm. Thế là phải soạn, để soạn cái từ nào biết, cái từ nào không biết thì biết sao không? Sao mà biết sao không?